Chúng ta tiếp theo. Rồi đây là cái nơi là nó không có bọng nè quý vị. Còn chỗ này là bọng nè. Đó, người ta mới không tin đó, người ta đục xuống đây nè. Không tin lấy cái này gõ nó mới tin. Rồi người ta đục xuống á là nó vẫn không có bọng ở dưới. Thì đây là thời năm 1900 năm 1849. Và sau đó thì thời của Đức Bổn Sư đó, tất cả người dân ở Chi Tôn này nè, cái huyện này, nguyên huyện này luôn, vào những cái cuộc mà đình đám hội thi vân vân, tất cả đám tiệc nó đều vô trong cái núi này nè để mượn những cái chén đi về để nấu để đãi. Nhưng mà sau đó cái người dân ban đầu thì mượn, thí dụ mượn 30 chén thì trả đủ 30 chén, sau đó thì mượn 30 chén còn lại chừng 20, rồi cuối cùng là giấu ở nhà mượn lấy luôn. Thế mà chư thần ở đây không có cho, không có cho đến đây để mà mượn chén nữa. Và cho cái núi này có một cái tên nhân gian ta đặt gọi là núi Ông Tô, tức là toàn bộ ở đây là đựng tô chén. Mà theo cái bức đồ thư, cái cuốn đồ thư của Đức Bổn Sư đã diễn tả đó, cái núi Ông Cấm á. Kính thưa quý vị, và hôm nay là một ngày sau cùng là ngày mùng 10 và đoàn đang kính viếng lễ bái nơi khu vực Dầu Hội. Thì trước kia ở đây ngày xưa là rất là nhiều những cái lư hương mới đặt cái tên là Dầu Hội, tất cả những vị chư thần đều gom tụ về đây, cho nên ở đây gọi là cái tên Dầu Hội trên cái đỉnh núi Phụng Hoàng Sơn, tức là một trong vùng bảy núi. Thì tiếp theo đoàn chúng tôi sẽ trở về sân tiên, tức là một cái nơi có một cái bàn chân tiên và một cái hầm chén trong nơi khu vực của núi Phụng Hoàng Sơn này. Rồi vậy mời quý vị cùng với chúng tôi tiếp theo, và Nam Mô Đà Phật. Mấy kinh nghiệm á. Rồi đây đó. Đó nghe quý vị mà. Chỉ có chỗ đó thôi, giống như mấy cái đắp hầm vậy đó nha. Đó, đó tiếng này chuyện này kêu khác nha. Cái gót á, cái gót đó. Đó. Ở dưới này gọi lại cái dưới này được không? Ừ. Bọng quá, dưới này nó bọng. Bọng bọng than dữ rồi cô bác ơi. Đá gì rồi bọng dữ quá mày. Ở dưới đó vàng. Dữ rồi. Có nè. Tô chén ở bên núi Cấm á. Đó. Mà trên này kêu tiếng nè, đó cái này là tức là đúng rồi, cái gót nè, cái này cái dưới này là như là cái giò mình nó nằm như cái gót dưới này là gõ nó không kêu, dưới này mới kêu. Dạ kính thưa toàn thể quý vị, và tiếp theo đây là một cái điểm giếng sau cùng của nơi tôi dịch núi Phụng Hoàng Sơn. Đây là chúng ta đang ngồi trên đây là những cái hầm dán ngày xưa. Quý vị mình thấy đây là những cái chỗ mà đâu là cái cục đá gõ cái cây. Nếu cục đá gõ đâu rồi. Nếu quý vị mình thấy không? Đây là đá là nó không có tiếp theo. Rồi, đây là cái nơi là nó không có bọng nè quý vị. Còn chỗ này là bọng nè. Đó, người ta mới không tin đó, người ta đục xuống đây nè. Không tin lấy cái này gõ nó mới tin. Rồi người ta đục xuống á là nó vẫn không có bọng ở dưới. Thì đây là thời năm 1900 năm 1849. Và sau đó thì thời của Đức Bổn Sư đó, tất cả người dân ở Chi Tôn này nè, cái huyện này, nguyên huyện này luôn, vào những cái cuộc mà đình đám hội thi vân vân, tất cả đám tiệc nó đều vô trong cái núi này nè để mượn những cái chén đi về để nấu để đãi. Nhưng mà sau đó cái người dân ban đầu thì mượn, thí dụ mượn 30 chén thì trả đủ 30 chén, sau đó thì mượn 30 chén còn lại chừng 20, rồi cuối cùng là giấu ở nhà mượn lấy luôn. Thế mà chư thần ở đây không có cho, không có cho đến đây để mà mượn chén nữa. Và cho cái núi này có một cái tên nhân gian ta đặt gọi là núi Ông Tô, tức là toàn bộ ở đây là đựng tô chén. Mà theo cái bức đồ thư, cái cuốn đồ thư của Đức Bổn Sư đã diễn tả đó, cái núi Ông Cấm á, sẽ vào đây được nấu ăn đãi cái đời thượng quân sau này. Nam mô Đà Phật. Được không? Được. Cho chàng phó tay giùm cái đi không? Tôi về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì tới cái ngày mà lập hội Long Qua thì Đức Thầy cho biết là Long Qua hội ăn cần lo lập cho rồi tam thập lục nhân, hoặc là chở chân cho kịp Long Qua có mặt ấy là hiện nhân.
muôn thu thiên định khắc kỳ hạ quân sắc lệnh khai kỳ Long Hoa. Đức thầy lãnh năm sắc lệnh và sau đó lập cái hội Long Hoa để chọn người hiền. Tại vì chúng ta hôm nay đó, ngày xưa từ trên cõi trời xuống đây không à, Đức thầy cho biết là giống xưa tiên cảnh tuyệt vời, ngày nay đã lạc đạo đời nhúc nhơ, hay hoặc là giống Hồng Lạc Kim Chi Ngọc Diệp, nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn. Mình là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng mà sau đó bị lưu lạc xuống trần gian, cho nên bây giờ ngồi đây. Thế mà Đức thầy cho biết là khuyên chúng ta đó là phải cố gắng tín nữ thiện nam gìn mối đạo, dầu cho lăn róc la ráng kiên trinh, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay dẫu gian nan dạ chớ này. Hay hoặc là cái đoạn trong bài thu đã cuối, Đức thầy kêu gọi cho chúng ta bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, vượt cảnh khổ muôn phần hữu ấm, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, khuyên trong nam nữ trở quê cúi đầu lưỡng niệm trong về Tây Phương. Quý vị mình thấy hôm nay mình đi đây, đây là giống như cái ngày mà để mình chiến ở ngoài cho biết sau này Đức thầy chúng tức là kẻ hiền đức đó, sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo. Thì sau này lập hội Long Hoa chúng ta được có mặt hết. Muốn vào dự hội Long Hoa rất là dễ. Một là phải về nhà ăn chay, đơn giản ăn chay. Thứ hai là cúng lại và niệm Phật, là chúng ta tin chắc rằng lập hội Long Hoa chúng ta được vào. Lý do tại sao mình vô hội Long Hoa làm gì? Hiện bây giờ mình ăn mắc mua, đúng không? Muốn có mua đâu phải làm, phải có tiền, phải vất vả, chứ tiền đâu trên trời rơi xuống. Rồi bây giờ đi cũng mệt mỏi, ăn uống vô đói cũng khổ, đói bụng hồi nãy kêu bằng tay chân run rẩy chân, rớt mắt thì thổi luôn. Mà ăn vô rồi không tiêu thì cũng khổ. Rồi cái gì muốn mà không được cũng khổ, mà được rồi gìn giữ nó càng khổ hơn, đúng không? Thí dụ như ông Đạo này là chưa có gia đình nè, mình ở ngoài á, mình nghe thấy cái nhận ổng vậy thấy cũng buồn, nhưng thật ra có cái niềm vui. Nhưng mà được một bà rồi đứng đó còn ngồi đây, nó sai chạy mà dắt cái giò lên cần cổ. Thôi tôi có pha hâm mộ thì được. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng nó khổ đủ thứ, gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Đó, vậy thì cho nên hôm nay chúng ta cố gắng ăn chay, cúng lại và niệm Phật để vào dự hội Long Hoa. Tới đó rồi đó, không làm cũng có ăn, không lo cũng có mặt, không già, không bệnh, không ngày nào lo. Sau này đó, gọi là sống một người đó, thượng quân, sống tuổi dư muôn, dư 1000 tuổi. Đó, 70 đó mới định vợ gả chồng, 80 mới sanh đầu lòng con son, bệnh giờ mới cẳng cái là chưa chết là cứ giờ hỏi rồi. Nhưng mà sau này đó nghe, là tới 70 tuổi lần mới có gia đình, 80 tuổi mới có con. Không phải đi lụm cụm nghe, tới đó rồi là chừng đó xe tiên thế giáp dài, chứ không phải đi xe ngang bót. Tới đó là đi bằng thần thông, muốn đâu có đó, muốn đâu có đó, bay ngày dèo dèo nó khỏe, ngon lành không? Về tới đó rồi nó đẹp như cõi tiên, chứ không phải ở đây mà mất là tối ngày đi đâu mất dẻ, mất dặm đồ luôn, xịt dầu thơm đồ, 3 ngày không tắm, mấy bữa nay mà không tắm tôi đố ai dám ngồi gần. Tư đại tiên dương ngồi. Cho nên á là quý vị mình về trên đó rồi đó nghe, về thượng quân sống kêu bằng là rất là khỏe. Cho nên thành hậu và tất cả anh em như sáu mẹo Dũng với Boss rồi đây, những anh em đây chủ yếu đi đây để làm sao lập công hồi đức, để mình dẫn cho quý vị, chứ để sau này hội Long Hoa mà có mấy người nó buồn lắm, thấy không? Cho nên phải đông người. Muốn tiêu chí vào hội Long Hoa rất là dễ, ăn chay về nhà chiến này mình phải ăn chay. Có kể mọi chuyện xấu cắn thổ chưa? Chưa, phải này. Rồi bây giờ kể mọi chuyện cái mình qua coi cái giò ôn tiên. Yêu cầu ông trời mất tay rồi. Tức là hồi là cái giò ôn tiên như thế nào đây? Rồi như vậy thì theo chuyện truyền thuyết là cái một cái dòng sông đó, một cái biển đó, nhưng mà cái biển đó là có một cái con sấu nó là nó sống ở đó rất là tự tại ha, nước mà còn nhiều đó, nó sống rất là vui vẻ, tung tăng bay nhảy đủ điều. Một hôm nọ có một ông tiên, ông ba ngang này sáu con, nước ở biển này gần cạn kiệt, con phải làm sao không có ăn loài thủy tộc nữa để con mới được thành rồng, sấu được thành rồng. Thưa quý vị, sấu nghe vậy mà quý vị nghĩ coi sao mà sấu mà là phải ăn cá thôi chứ có gì đâu ăn. Cho nên con cá nào đi ngang nó cũng đớp, đi ngang cũng đớp, cứ suy nghĩ hoài mà đớp cá hoài cái kiểu này đó là không bao giờ mà mình được thành rồng được. Vậy thì bây giờ còn cách sao đây? Nó suy nghĩ hoài, con sấu cũng khôn, nó nói bây giờ phía xa đó đó, phía xa có một cái cục đá đó là nó vừa với cái họng của nó, phải không? Bây giờ nó còn cái cách, nó lui thiệt thì sao nó lấy chớp, nó nhào vô cục đá một cái gớp,
cắn cục đá luôn, dính vô đó đó. Tại vì nó dính vô đó rồi thì nó đâu có ăn câu gì được. Ngâm cục đá cứ ngắt lúc lắc hoài chịu. Thì bắt đầu nước vừa cạn kiệt cạn kiệt cạn kiệt, và nước vừa hết, biển vừa khô, và con sấu thoát quá đi cái làm cái chiếc rồng. Cho nên quý vị mình thấy tất cả mọi con rồng nào cũng có cái gì? Có cái gì miệng đó? Cái trái châu, cục ngọc trái châu. Trái châu cục ngọc đó là một cái viên đá mà ngày xưa nó đã ngậm vào, sau khi nó thoát khỏi đi một cái kiếp xấu thì nó trở thành một con rồng. Đó, con rồng này diễn vong hư không bay tới lui, và phía trước có một cái viên ngọc. Vậy thì hôm nay giống như cuộc đời Đức Thầy cho biết rằng, người xưa cho biết là cuộc đời tàn tạ mỏng mòn mon, công quả ráng lo bón bọn bòn, giấc mộng nam kha tưng tính tỉnh, công danh thú quý còn còn con, tuồn đời chớ nhiễm nhe nhẹ nhẹ, chung đỉnh nặng mang lón lõn lòn, kìa ánh bình minh lô lố lộ, tiếng chuông cảnh tỉnh bọn bòn bon. Thấy không, cái cuộc đời này sắp tàn, trái hạ quân sắp rụng, cuộc sống chúng ta nó không còn bao lâu. Một là quý vị mình thấy rằng Đức Thầy chỉ biết là sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh quá trình, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Vậy thì hôm nay sau khi mà cuộc đời này nó chấm dứt, thì chúng ta giống con sấu kia, hiện bây giờ về nhà mình nó sắn vô cục gì vô chúng? Sầu hổ. Đó, thấy không? Mình lấy chớn từ núi Ông Cấm bề cao soi mặt nước biển là 716 m, mình có cái chớn bay vô sắn vô cục hủ cái gớm. Sắn vô cục hủ rồi thì chúng ta sau này đến ngày mà tận diệt của chúng sanh, gọi là tận diệt nhân gian, trực thiên khoa, lão giả hậu uy nhân, ấu giả ly kỳ thiên định dĩ thiên la, chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn, chứ không phải mà cái xác xấu quách vậy lùng xỉn xỉn ngờ thì mập thù lụ như này ông thì ốm nhách ốm nheo gâu ghia xấu kia còn dữ lắm luôn. Nó gâu ghia rồi, ông này thì ốm nhách ốm nheo, tôi thì lùng xỉn xỉn vậy. Thì bây giờ chúng ta nên về chặng này phải bắt chớn sắn vô cục tà hủ, để sao mà vừa sơn băng kiệt thủy, vừa khi mà Đức Thầy chỉ biết là đến nếu để trời sấm nổ văn tinh thì e bá tánh ăn năn nản một, thì chúng ta nên cố gắng là sẽ trở thành rồng, đồng ý không? Rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể quý vị, và chúng ta hôm nay đến đây tức là chân tiên, cũng gọi là sân tiên, tức là nơi ngự trị của các vị vô hình. Thì chúng ta đi đến đâu cũng vậy, đi đến đâu thì nếu tâm chúng ta tưởng thì sẽ có. Tất cả những vị chư thần nơi non núi này luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho những người con Phật. Đức Thầy cho biết là làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tất cả chúng ta hôm nay đến nơi khu vực vùng non núi thì tất cả những sự màu nhiệm và linh thiêng thì hội tụ trở về đây để gia trì hộ độ cho tất cả phái đoàn chúng ta. Nguyện giái là khi đi và cũng như trở về luôn luôn lúc nào cũng được bình an vô sự trong cuộc sống chúng ta. Rồi thì trong khi chờ đợi thì mình đốt những cây hương để chúng ta có một cái tâm thành. Trong khi cái phần cúng hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu Đệ Dũng sẽ đại diện cho chúng ta để khấn giấy chích sự tâm thành để làm sao luôn được sức khỏe và tinh tâm tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây đến giờ chúng ta làm lễ cầu nguyện với các đấng thiêng liêng gia hộ trì cho thế giới. Mời toàn thể giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm để trong buổi cúng cho đạt được đến phần mỹ mãn hơn. Mời hướng tâm về chánh điện cũng như mười phương chư Phật đồng kính ba sáng. Mời đồng quỳ. Chắp hương đưa lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần,
chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho tất cả chúng con. Nay xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thế dân an, bá tánh được an cư lạc nghiệp, cầu nguyện cho thế giới cũng như đất nước Việt Nam không còn chiến tranh, không còn bệnh dịch hoành hành, trả lại sự bình an cho nhân loại. Cầu nguyện cho củ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho gia đình Bụi Quyến được trên thuận dưới hòa, cơm no áo ấm. Cầu nguyện cho tất cả chúng con đi chùa đi núi lễ Phật được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, giải hết quả căn, dơi đi nghiệp lực, phát bồ đề tâm, tu hành tinh tấn cho đến ngày đại hội Long Hoa có mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Bà đồng đứng lên. Xá một xá tu hương thống nhất. Mời quý vị chắp tay vào ngực để hồi hướng công đức này cho cả thế giới được bình an. Thượng hương vừa xong kỉnh một xá vị đồng quỳ lại tạ Đức Phật bốn lại chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thơ xong mời đồng đứng lên. Mời đồng kỉnh ba xá chánh giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật bên trái, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát bên phải, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Buổi cúng đã xong. Giờ đây phái đoàn chúng ta ai có nguyện giấy thêm riêng về gia đình của mình, gia đạo. Đây, Nam mô Đức Phật. Thì phái đoàn đang xuống xem cái bàn chân tiên nha quý vị. Từ từ thôi Đức ơi. Dạ, đây là bàn chân tiên. Đây là bàn chân tiên. Nó là nguyên một cái bàn chân luôn nha. Nó xúc chỗ đó đó. Và bên tay phải nè, có cái dấu giày đó, bước vô đó. Phải. Bên kia giò trái. Dạ, đây. Rồi. Dạ, đây mình cho bà con mình thấy cái bàn chân tiên nha, trên núi Cô Tô, tức là núi Phụng Hoàng Sơn. Rất là linh thiêng. Rất là kỳ diệu nha. Đây. Tiền rất là nguyên diệu quá. Đây từ cái trên này đâu ông, cái tay ông chỉ trên từ cái gót cái này nè. Đây gót đây. Dạ dài xuống luôn. Đó xuống tới cái này luôn, tới cái này luôn, tút cái này luôn. Đây nè, đen đen cái này nè. Tới miếng giấy cái này nè. Đúng rồi đó đó. Ở đây nè, ở đó đó, ngay chân đó đó. Tức là nguyên một cái dấu dài đó ha. Nguyên một dấu dài ấn vô đó đó. Đây là cái gót nè. Đúng rồi, đó cái gót đó. Ờ đúng rồi. Đông đo cái mấy gan? Một. Một gan. Hai. Ba. Bốn. Năm gan. Kiểu như là 1 mét không? 5 gan đó 1 mét. Và một cái bàn chân không 1 mét. Rồi, bàn chân tiên nha quý vị. Rồi, đây phái đoàn chúng ta xuống xem sẽ thấy nha. Đây là những cái quyền diệu của tiên gia, tức là một cái bàn chân tiên hiện lên rõ ràng. Đây là bàn chân chân phải. Và ở bên núi bên kia đó là bàn chân trái. Rồi, mời xuống xem cho biết luôn.